Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sungitter đây. Hôm nay thì nó có bán con Crop Taxi rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào mình mua nó luôn. Nãy không ngờ là hôm nay nó bán các bạn ạ. Mình vừa mới dùng tiền để mua Nyx mà bây giờ nó làm phát này, may mà còn tiền các bạn. Là chưa trả nợ cho AD phát về cái gói game. Trả nợ xong là làm gì còn tiền cái này để mua. Hên các bạn, hên. Rồi, ok. Rồi, thành công nha. Rồi, được con Crop Taxi đi đánh quest các bạn ơi. Đấy, tập trung nào. Rồi, up liền cả nha. Up liền rồi, chơi Runner sao? Gì chơi Bub Zid Lane sao các bạn ạ? À? Nào, con Crop Taxi đâu rồi? Các bạn, con Crop Taxi Dragon. Rồi, up nhanh ra luôn đánh quest nha các bạn ơi. Rồi, Corrupted Sea chắc chắn là vào đảo này rồi các bạn. Nơi dành cho đảo Corrupted của mình đây. Rồi, ở đây tập này mình có thể review chú này cho các bạn xem nè. Mà trước khi review thì cho mình cho anh An lên level 30 cũng như đi đánh cái quest trước nha các bạn. Chút nữa thì mình sẽ review kỹ lưỡng nó sau nha. Để đi đánh cái quest cái đã. Nhiệm vụ quest là ưu tiên hơn các bạn. Rồi, level 10 nè. Còn level 10 chưa chưa tiến hóa luôn các bạn. Level 15 mới tiến hóa thì phải. Rồi, 15 tiến hóa lớn rồi các bạn. Đấy. Nó giống như mấy con thủy quái nhỉ. Corrupted Sea còn cầm cây đinh ba của của ai ta? Của thằng biển cả nữa các bạn. Poisonous Dragon. Rồi, ok, lên level 30, chút nữa đi đặt tên rồi sau. À, con này giống con hai Mon Empress nhờ. Các bạn thấy giống không? À, hai con, ấy, ba con hàng xịn đúng mình. Rồi, đây đây đây, level 7 ơi, level 7, đây, cá ngay, 1 phút thi hồn combat. Rồi, tự nhiên, nay là tập của Corrupted Sea cho 1 phút đi hòn con mắt các bạn ạ. Rồi răng liền răng nha. Đấy, rồi xong một trận trận tiếp theo rồi vẫn đem được 1 phút khi vòng hòn vào các bạn. Rồi level 7 thì là mùa của 1 phút khi hòn lại giảm đam cũng sao cả cũng đi hết á ba con lần nhẹ nhàng các bạn nhờ. Quét sao vậy đánh nhẹ nhàng nha. Rồi đây chúng ta xem cái quét xíu ha. Rồi cái quét này thì đầu tiên là mình có thể lấy được con Corrupted Sea 120 op nha các bạn là được 1 sao. Rồi sau đó là đến cái quét này các bạn. Đây đến cái quét này ha. Ở cái quét này thì mình có thể lấy được 200 op con Corrupted Sea và cũng như là 120 op của con Corrupted Eye Dragon. Đấy các bạn, nên là cái này là phải mua theo gọi là mua theo bộ các bạn, mua theo bộ và chơi theo bộ. Sau này đến cái trận cuối là nó bắt cái con Corrupted Eye level 45 là các bạn, 45 là phải 1 sao đấy. Nên là cái này nó thuộc dạng là chơi theo bộ ấy các bạn, phải đi đi chung một mạch luôn. Rồi, bây giờ đi làm cái nhiệm vụ xíu đã nha. Ôi, hồi nãy dở quá các bạn, hai trận quest mà không biết làm nhiệm vụ, đúng là dở quá, kinh nghiệm yếu kém. Rồi, quá quá dở các bạn. Rồi, lan rồng điện nè. Rồi, thu thập 4.000 trái cây, 4.000 ư. 4.000, hồng ở nhà nào he? Hồng trồng ở nhà nào quên mất tiêu rồi. Đây, 11.000. Rồi, trồng lại 3M nha. Đấy. Rồi, 4.000 trái cây ha. Win một trận language làm nhiệm vụ luôn nha các bạn. Một trận language. Rồi review rồng chưa thấy đâu. Mà la đi là nhiệm vụ sắp mạch các bạn ơi. La là nhiệm vụ kiếm nghe gọi là điểm của điểm mover các bạn. Càng nhiều mover thì chơi sự kiện kia nó càng dễ. Chơi sự kiện kia đã lấy những cái rương các bạn để đổi quà. Lần này, phần quà lần này khá là ngon. Mình sẽ ráng lấy nha các bạn. Ráng lấy rương. Rồi. Hồi nãy giờ cũng chưa review cái quà trong này nữa mà cứ la đi làm nhiệm vụ không à.
À, chúng ta xem cái quà nào các bạn, kéo kéo phần quà nào. Rồi, lần này là cái con rồng mang tên là Bola General Dragon nha các bạn. Con rồng này thì nhìn cái bề ngoài mình thấy khá là đẹp, đánh giá bề ngoài khá là đẹp, mà về cái bộ hệ thì mình thấy là chưa đạt. Bởi vì hệ lửa và băng nha các bạn đều crit được hệ lá, nên thành ra cái bộ hệ chưa đạt cho lắm nha các bạn. Rồi, và các phần quà trong này thì lúc nào cũng luôn hấp dẫn các bạn ơi. À, thì mình sẽ ráng lấy đến cái chỗ mà này, tất cả những cái rương trong sự kiện này lấy hết. Đấy, là mình sẽ chắc là sẽ thêm game ấy, sẽ thêm game để là nhiệm vụ thì mới lấy được, chứ không là lấy cũng nổi đâu các bạn. À, lấy free thì lấy được tới con mythical rồi được, mà còn mà muốn lấy hết rương thì chắc chắn phải nạp vào rồi. Nhồi 20.000 trái cây sẵn làm luôn một phát đấy, nhẹ nhàng. À đúng rồi, cho con Corruptixy lên level 40 nữa các bạn, sẵn làm nhiệm vụ luôn. À, hợp lý các bạn. Mà Win West Battle một trận. Còn West Battle nó cản đường cản lối nữa các bạn ơi. Thôi từ từ. Nhiệm vụ đó làm sau. Rồi, Arena một trận. À, Arena cả nha. Rồi, Arena một trận các bạn ạ. Cho Bio anh hit cho nó nhanh. Rồi, mở rương cũ mình được 3 mảnh sniper các bạn. À, win một trận là win nha các bạn, không có phải là quit nha. Không có nhắn nút quit đâu để thoát đâu. Rồi, xong một trận. Rồi, đi làm nhiệm vụ tiếp. À, 10.000 trái cây bập. À, như thế này thì mình làm mới vào game mình đã chuẩn bị sẵn rồi thì mình làm sẵn sàng một chập là cũng được mớ điểm các bạn. À, rồi Win Language Battle 2 trận có ngay, nãy để 6 trận luôn mà. Rồi cái nhiệm vụ 2 thì đánh nó dựa vào language nha các bạn. Khi nào các bạn hoàn thành language thì các bạn đánh nhiệm vụ 2. Nó đơn giản vậy thôi. Tại language nó chờ 6 trận là lâu nhất đấy. Còn cái thu trái cây thì nó hồi khá là nhanh. Chúng ta để dành sẵn là sẽ xong ngay các bạn. Còn đánh cái arena không vậy. Arena cứ 6 trận thì lúc nào cũng trong cái chế độ full để chờ sẵn cho nhiệm vụ language hồi xong. Nên là cái này thì cố gắng các bạn chăm chỉ vào cái language này nè. Chăm chỉ vào thì nó sẽ làm được nhiệm vụ thôi. Rồi, triệu hồi skill gió các bạn, nhưng đáng tiếc là con rồng bên kia máu hơi trâu, máu nó thấp, triệu hồi skill gió thì đánh nó lợi được một tool nhanh kết thúc trận chiến hơn thôi. Rồi, thêm 5 game. Rồi, tiếp theo 2 trận arena. Đây. Arena đội hình bên kia kinh kèo à. Mình cầm thêm con Forest Queen nha các bạn. Một mình bio sợ đôi khi gặp những cái đội hình mà có sao như thế này thì thấy nó có vẻ không ổn. Mà cầm con Forest Queen trong này thì nó ăn chết luôn rồi các bạn. Tại vì nó được cộng máu ấy, cộng lên 375.000 máu luôn kìa. Rất là trâu nha. Rồi và cái đợt này con Mythical lần này không ngon. Nhưng mà cái đợt sau đó các bạn, con Mythical hơi bị ngon luôn nha các bạn. Nó là hệ bộ hệ giống y chang Trihon luôn các bạn. Legend, ánh sáng, bóng tối, chiến binh. Rất là đẹp, bộ hệ rất đẹp nha. Đó là bạn nào mà có tiền ấy, đầu tư ấy, thì mình nghĩ là nên đầu tư cho sự kiện sau, sự kiện bức thiết lên sau để lấy được con mythical đó 5 sao, quá tuyệt vời. Hồi nãy quên để ý con rồng legend đi, trong này là con rồng legend gì quên để ý mất tiêu, chút nữa vào xem lại thử. Rồi ok, xong 2 trận. Nhiệm vụ rồi hoàn thành 8.000 trái cây. Bập nhẹ nhàng. Trồng lại 3M. Rồi 2 trận language các bạn. Ok, sắp xong rồi.
chuỗi nhiệm vụ một sắp xong rồi các bạn, hai trận language, sau đó là đi đánh hai trận arena nữa, rồi thu trái cây, rồi vào đánh trận arena nữa thì mình review con Corrupted Sea Dragon nha các bạn. Rồi, mong các bạn thông cảm nha, tại vì đang lo gấp rút làm nhiệm vụ các bạn. Trăm cây một xíu thì nó có lợi, đơn giản là game nào nó cũng vậy thôi các bạn. Trăm cây mình biết chơi nữa, nên là mình đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ chờ đến cái lúc này thì quất thôi. Đáng lẽ là mình không quay video đâu các bạn ạ, à. Để tối quay, bây giờ vào làm lo là nhiệm vụ để tối quay, mà không ngờ là hôm nay bán con Corrupted Sea ấy. Nó là thành ra phải vô mua để đi đến West các bạn, đánh West phải ngay cái giờ đầu ấy, cho về sau nó không tốn game, cho cái đánh West mà ngủ quên 8 tiếng không đánh là tốn game nhiều lắm các bạn ơi. Đấy. Mà cái này nên là mình muốn quay video, nên thành ra là cho các bạn ngồi xem đi làm nhiệm vụ nó hơi chán nha, mong các bạn thông cảm nha. Này thấy mình đây làm nhiệm vụ có chán không các bạn? Này cứ đi đánh với đi đấm thôi chứ có gì đâu. Nhiệm vụ live thì đang chờ cái gì ta? Đang chờ cái quả trứng điện ấy up xong là mình sẽ thu nhiệm vụ live cũng hơi nhanh đấy. Này, cái quả trứng điện up ra này các bạn, 22 phút nữa là nó xong thôi. Ở đây mình sẽ live thêm một con bóng tối hình băng nữa. Đúng rồi, nhiệm vụ like bây giờ trống một nhà thì like bóng tối hình băng các bạn ạ. Đắt rồi. Ai đây các bạn, thời gian ít thôi người anh em, rồi 12 tiếng các bạn, quá tuyệt vời rồi. Hai trận arena. À, mở đây mà làm mở điểm rồi, chắc ít bữa nữa stream chúng ta chơi livestream chúng ta chơi runner gì chơi PUBG Le vui rồi các bạn ơi, còn ít bữa nữa runner cá nữa thì chơi runner là cho các bạn xem live mà xem live ngồi xem mua mờ mắt luôn. Cái này là chắc là hại mắt các bạn lắm đó, tại vì live đôi khi là nó bị đường truyền yếu các bạn kêu là bị mờ rồi. À, còn xem mình chạy runner nữa thôi, nếu mà mình chạy lâu lâu bán chạy lâu lâu là coi là bất lực luôn. Coi là bất lực con mắt luôn. Rồi nhanh thôi nhanh nào Bi ơi, lửa rồi, nó vẫn chơi skill điện các bạn, tụi nó chịu hồi skill chiến binh ra chưa. Rồi 90 điểm của Divine Bass rồi các bạn. À, Divine Bass chắc tập sau vào lái nha. Gặp bạn vàng sợ sự tùy duy các bạn, chứ không phải tùy duyên nữa. Rồi, đây nhận quà. Rồi, nhận quà, thu thập 20.000 trái cây. 20.000 trái cây là nhà đây. À, nhà đây 27.000 các bạn. Còn hai cái nhà 11M mà mình trồng ở nhà nào mình quên rồi. Một trong bốn cái nhà đó các bạn. Đấy. Rồi, ba trận language, một trận language nữa thôi. Một trận nữa thôi. Chúng ta sẽ đi review con mạch nồi Corrupted Sea Dragon. Con rồng đó nó đã bị fit lại với số lượng Optimum là 200 rồi nha các bạn. Cái đợt trước ấy con Corrupted Eye Dragon nữa các bạn. Thì mình summon được là bao nhiêu nhỉ? Mình chơi mình summon được các bạn ạ, à, bằng 100 op. 100 op. Rồi bio về thành rồi, cũng là gặp boulder là làm phát là thốn máu. Ngồi đội hình bạn này 5 sao 3 con luôn nè các bạn, khá mạnh. Rồi, xong, ok, đi review thôi. Này, đi đổi tên cho em Corrupted Sea nha. Em này giờ đặt tên là gì ta? Các bạn có cái tên gì đặt cho nó không các bạn ạ? À? Con này khá giống là Haimon Empress nha. Mình sẽ đặt tên cho nó là... để là Thủy Lâm. Thủy Lâm thì giống y chang tên của rồng Titan Điện. Corrupted. Dịch ra là không biết dịch các bạn ạ. À. Rồi thì mình đặt tạm thời là Thủy Lâm nha. Còn bạn các bạn có cái tên nào hay các bạn comment cho mình biết với nha. Mình thấy cái tên nào hay thì mình sẽ đặt tên cho rồng theo cái tên của bạn ấy nha. Rồi, đây chúng ta đem đi Thủy Long đi combat. À, đâu, trước tiên dùng kỹ xíu.
Đây, trước tiên dùng kiện xíu các bạn ạ. Đây, thủy long dạng lớn nè. À, dạng nhỏ nè các bạn ạ. Dạng nhỏ nhìn dữ hơn sao các bạn, đúng không? Nhìn thấy cái răng nanh đồ các kiểu mắt to rồi, thấy nó dữ hơn dạng lớn hay sao đấy. Ê, 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 nhắn tin. Các bạn thấy nó dữ hơn dạng lớn ấy. Mình thấy cái cảm giác nó là như thế các bạn, mặc dù lên dạng lớn cái răng nanh nó bắt đầu nhọn rồi đấy. Mà thấy cái dạng nhỏ là thấy nó bị dữ tợn hơn đấy. Rồi, ta xem ha, nó ở đây nó có một cái skill đặc biệt là skill Corrupted Fang của skill nước các bạn ạ. Nó dùng để hút máu và kèm theo là có một cái khiên. Đấy, một con Corrupted nào thì cũng như vậy các bạn. Bên cạnh đó thì nó còn có lá, bùa và ánh sáng. Con này bộ hệ để mình tính thử coi. Lửa thì crit được nước với chiến binh, lá là ánh sáng với nước, bùa là legend, ánh sáng là bóng tối và điện. Bốn hệ crit được 7 hệ khác nhau nha các bạn. Nên nhà phát hành cho bộ hệ rất là tuyệt vời nha. Mấy con này cho bộ hệ rất là biết đầu tư, chứ không có như cho như hồi Titan hồi ngày xưa bị trùng hệ nữa các bạn ạ. Nay bộ hệ không bị trùng. Đối với những con này bộ hệ không bị trùng các bạn. Mình để ý là thấy là đây là một cái bước phát triển của nhà phát hành nữa các bạn. À, chắc là bị ăn chửi nhiều quá nè. Rồng xịn người ta đã dùng tiền người ta mua mà cho bộ hệ thiệt quá buồn. Nên giờ là cho bộ hệ xịn rồi. Rồi. Trend thì mình không có cho nó trend được nha các bạn. Rồi bây giờ đi combat nè. Đây chúng ta xem. Rồi ba con đều múa cho ta xem. Nãy hai con múa y chang. Rồi con Corrupted thì ai nó có múa vậy không ta? Rồi cho nó vào múa thử. Múa đấy. Rồi không giống các bạn, hai con này múa giống nhau. Khá vui, con Heris mới vừa lấy, con này mới vừa ra. Hai con. Một con là mặt trăng, một con là nước. Con mặt trăng nữa gọi nước là chuyện bình thường đó bạn, tại mặt trăng thì ảnh hưởng đến thủy triều. Con này thì gọi nước lên. Chắc là hai con là Sam Sam có năng lực ngang ngang nhau các bạn. Rồi con để mình cầm theo con gì 1 phút khi hoàng á. À, 1 phút khi hoàng vào. Rồi combat nào. À, hai con dùng skill khá giống nhau. Rồi chúng ta bây giờ xem thử rồng này nó dùng skill như thế nào nha. Rồi chúng ta xem nó đánh chậm nào. Được được các bạn, được được được. Đấy đẹp đấy. Rồi cầm cái gậy vập xuống găm. Rồi này. Rồi nó găm không tới rồng bên kia các bạn, nếu tới rồng bên kia thì quá ngon rồi. Này găm trước mặt mắt. Này găm trước cái chân mất các bạn, găm mà trong cái con rồng đó thì nó sẽ nhìn nó hấp dẫn hơn. Và các vị như cái game này nó không có khuynh hướng bạo lực các bạn ạ. Nên là toàn là phía trước mặt không mà không bao giờ trúng. Rồi, không có xịt máu tung té rồi đó nha. Rồi, con cuối, con này thì ăn skill thần thánh. Bập 49.000 máu nha. Nhẹ nhàng, 49.000 máu. Đó là sức mạnh của 1 phút huy hoàng các bạn ạ. À, sức mạnh đặc biệt của 1 phút huy hoàng, nhưng mà nó để đánh solo thôi nó mới ngon, chứ còn đánh thường thì ít ngon. Đánh thường đánh tem thì đánh không lại ai đó. Rồi thì hôm qua có sự kiện nâng sao các bạn, thì mình không có nâng con gì hết các bạn ơi, tại vì mình có 1.000 job co-op thôi, nên là mình đang trong cái âm mưu ủ mưu là để dành tới 2.000 rồi mình làm luôn, nên là mình không không có đi nâng nâng Heroic nha. Bên anh em thì có đi nâng sao nha, còn bên anh em thì người người nâng sao, nhà nhà nâng sao các bạn ạ. À, Idol Khang thì cũng có rồng 5 sao, Quỳnh Chi là được xin full 5 sao rồi các kiểu bạn. Làm gọi là rúng động cả cái hội nhóm ở gần City. Rồi sự kiện này xem như bão hòa rồi đúng này. Cái này làm như xem như bão hòa rồi. Chập nữa thì 14 phút nữa mình tự vào làm nhiệm vụ ha. Rồi còn cái này. Còn cái này thì chắc chắn là các bạn phải đi nha. Đây sự kiện này thì chắc chắn các bạn phải đi con này nha các bạn. Đây đi con này để lấy thêm cái gọi là mover nha. Đấy đi con này lấy thêm mover các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi, mà trước khi đi chúng ta xem một xíu về cái mover hiện tại mình đang có là 153 cho 150 nha các bạn. Rồi hồi nãy mình nói là xem con rồng Legend luôn mà mình quên. Bây giờ mình xem các bạn ạ, để xem con rồng Legend này là con gì. Con này là Magma Tri City Dragon các bạn ạ. Con này là
con này mình chưa tính bộ hệ các bạn, nhưng mà nhìn về cái bên ngoài thì cũng được đấy, hình dáng bên ngoài cũng được đấy các bạn ạ, có vẻ như lắc lắc nhỉ. Đi nào, let's go. Đây, 150, lầm bé này nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ game nha. Các bạn thì cứ như mình, lầm bé này đi. À, rồi sự kiện sau, cột sau bé này là sẽ đến cái gọi là trái cây. Đấy, bạn nào mà đầu tư vào vào bức bức chích lè thì sẽ lấy được 10.000 con. Rồi với số con đó thì các bạn có thể lấy cái con rồng mà có chứa trái cây dư sức. Đấy các bạn ạ. À, thì ở đây thì các bạn có hai sự lựa chọn. Nếu mà bạn nào nhắm đến cái mục tiêu á là lấy cái phần collection mà ở trong sự kiện là hiện tại á, lấy các cái móc cao như là móc 75 hay móc 100 á, thì cái con rồng có trái cây của cái sự kiện khi mà con này kết thúc 2 ngày nữa con đó mới ra, thì các bạn không đi con đó. À, nếu mà các bạn mà nhắm đến cái mục tiêu mà lấy thật là nhiều rương thì các bạn đi cái trục đường chính nha. Còn mình thì mình là nhắm đến cái việc là đi trục đường chính các bạn ạ, chứ mình không có lấy con rồng có chứa trái cây. Còn các bạn thì có hai sự lựa chọn thôi, nếu mà các bạn không ưu tiên cho cái việc collection thì các bạn cũng có thể lấy con rồng chứa trái cây. Con rồng đó thì cũng nó có rất là nhiều trái cây các bạn ạ. À, có rất là nhiều trái cây nha, nếu bạn nào bỏ lỡ thì cũng khá là tiếc. Còn mình thì về trái cây thì hiện tại thì mình cũng có vẻ như cũng có dư dả một xíu các bạn. Nói dư dả chứ thực chất là nâng nâng hết bài Legend lên 5 sao thì nó cũng không đủ đâu. Nên vấn đề là hiện tại thì nguồn trái cây của mình nó có. Quân. À, hai người nhắn tin luôn một lúc các bạn ạ. Chị Trinh hỏi mua Corrupt Sexy chưa? Em quay video luôn rồi chị Trinh ơi. Rồi. Hai rương tiếp Lam Ngọc Bác X3 nha các bạn. Ok, ra lưu số. Đó, lần này là được X3. Rồi, Soul Dragon. Con này thì mới vào game mình thấy nó đánh khá vui các bạn. Cầm cái kiếm lên, chém xuống. Rồi, tiếp 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 đi, lưu lại cái con số vừa rồi là số 3. À, để tưởng để nhớ. 3. Đấy, bữa giờ mình mở đấy. 222 621 163. À, rồi nhớ lại thử sự kiện này xem thử nhân phẩm nó cao không. Rồi 27 rồi nha các bạn, 27 vật phẩm rồi. Ok, và video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha.